qua quyển 1 chương 64, mời khách cũng là thuyết khách. 1. Giảng phàm thì không cần biết người khác nghĩ gì nữa, rời khỏi phòng, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, những tâm sự dồn nén trong lòng bao lâu hôm nay đã xả hết ra, kỳ thi cũng kết thúc, cảm giác đã đặt dấu chấm hết cho cả thời đại, tâm trạng thoải mái hẳn. Sắc trời đã sắp tối hẳn, nhìn đồng hồ mới biết là hơn 7 giờ, vội vàng chạy đi, hai ngày rồi còn chưa gặp hương hương. Không ngờ vừa ra khỏi cửa có một chiếc xe thương vụ màu bạc đắt tiền đợi ở cổng trường, cửa bật mở, một người hơi béo mặt Âu Phục bước ra hỏi, anh có phải là Giảng Phàm không? Giảng Phàm không nhận ra người này, nhưng mắt vô tình liếc về phía xe, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp mặt sườn xám, vừa đặt chân xuống xe liền thấy phần xẻ tà lộ ra chiếc đùi thon dài trắng bóng. Không quen biết, thế thì chuyện này không có tí ám muội nào hết, mà là tà môn rồi, Giảng Phàm lắc đầu, anh nhận nhầm người rồi. Nói xong xoay đi, thấy người kia bước chặn đường, giảng phàm sắn tay áo, ý gì, tôi là cảnh sát đấy, muốn thử không? Người kia mỉm cười đưa tay về phía xe làm động tác mời. Giảng phàm. Một tiếng gọi quen thuộc làm giảng phàm quay ngoắt người lại tức thì. Người theo mỹ nữ sườn xám xuống xe không phải hương hương nhà mình thì là ai? Giảng phàm mừng rỡ lật đật chạy tới, nhìn hương hương từ trên xuống dưới tặc lưỡi. Hôm nay hương hương đặc biệt hấp dẫn, cái váy trắng tinh khôi đơn giản, đôi chân thon thả trắng nõn trong đôi giày cao gót đen nhỏ nhắn mai tóc vừa mới làm lại uống xoăn cầu kỳ mang thêm vị nữ tính ý mỹ nữ là ai thế sao bày vẽ ghê vậy còn vị này chưa từng gặp hương hương thực sự xinh đẹp có điều lại chọn nhầm bạn đồng hành thế nên quyết định bi kịch rồi vóc người nhỏ nhắn còn cố mặc trang phục gợi cảm khác gì cô bé con học làm người lớn lại nhìn em gái mặt sườn xám cao ráo như người mẫu mái tóc búi cầu kỳ, đậm chất mỹ nữ cổ trang, vừa rồi chỉ nhìn liếc qua không để ý, chẳng xinh đẹp hơn hương hương được mấy phần. Quan trọng là vóc dáng thành thục quyến rũ như quả mật đào ấy khiến nam nhân khó rời mắt, mà nhìn một cái là muốn cắn. Hương hương mặt bất mãn nắm cầm giảng phàm xoay ngay ngắn trở lại, kéo lên xe, chỉ nói một chữ, đi. Nếu không có người khác, nói không chừng đã ghen tuông cho con trư bác giới này một cước. Người chặn đường vội lên xe ngồi cùng mỹ nữ sườn xám ngồi ở hàng ghế trước, hương hương và y ngồi ở giữa thế là giảng phàm càng hoang mang ông vai hương hương hỏi nhỏ ai thế hương hương chu môi làm vẻ đanh đá bạn em còn ai được chuyên môn tới đón anh thi về không vui sao giảng phàm lắc đầu sao lại không vui cho được anh đang định đi tìm em đây có hai người ngoài trong xe không tiện nói những lời tình tứ ước án xe đi thẳng tới nhà khách giảng phàm ở cách trường cảnh sát không xa cùng hương hương xuống xe vào trong không ngờ xe vẫn ở nguyên tại chỗ không đi, giảng phàm cứ thấy bất thường, "Hương, rốt cuộc là ai, em có thể diện lớn thế từ bao giờ?" "Đơn vị của em không phải chuyên môn tới đón anh à?" "Đi, trả phòng đi, em kiếm chỗ ở khác cho anh." Hương Hương kéo tay giảng phàm, không cho ý kiến. Giảng phàm dù biết chuyện này không ổn vẫn thở dài đi theo, chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần ôm mỹ nhân, ngủ đâu chả được. Đi vào gian phòng tầng 3, hành lý chỉ có một túi nhỏ vừa dọn dẹp phòng, Hương Hương vừa hỏi, anh thi thế nào? Ôi đừng hỏi, tệ hại lắm, cơ bản là anh nhắm mắt làm bài, chưa bao giờ thống khoái như thế. Giảng phàm tựa cửa nhìn Hương Hương lúi húi dọn dẹp đồ đạc cho mình, lòng ấm áp. Hương Hương ngạc nhiên đứng dậy, ý, sao anh thoải mái thế, không sợ mẹ anh đánh à? Sợ, sao không sợ? Nhưng lần này anh nghĩ rồi, mẹ anh sở dĩ vẫn có lòng tin rất lớn vào anh, là vì mỗi lần thi đều không cao không thấp, cho rằng anh chỉ cần cố thêm chút nữa là đạt lần này anh liều luôn vẽ bừa viết bậy để cho mẹ anh bỏ ảo tưởng đi lần trước em nói làm anh suy nghĩ rất nhiều không thể cứ thụ động chờ đợi thế được không hy vọng thì thôi dù làm cảnh sát cũng hay ho gì đâu lương chả có mấy còn nhận hối lộ thì nơm nớp lo sợ về nhà làm đầu bếp quách hoặc là lên tỉnh làm đầu bếp cho nhà hàng nào đó tích góp tiền mở quán mua nhà hì hì rồi cưới em thế nào Giảng phàm ôm lấy hương hương từ phía sau, đặt cầm lên đỉnh đầu cô. Nằm mơ đi, nếu cha mẹ em không đồng ý thì sao? Mẹ anh không đồng ý thì sao? Hương hương giảo môi, nhưng hiển nhiên là vô cùng vui sướng vì giảng phàm chịu chấp nhận kiến nghị của mình, miệng chúng chín kiềm chế nụ cười hạnh phúc, hai má khẽ hồng lên phấn khích, đôi mắt công vút tựa trăng non, thần thái hấp dẫn phi thường, giọng toàn vẽ làm nũng. Đơn giản. Giảng phàm cúi xuống dụi đầu vào vai hương hương, tay không thành thật vuốt ve bụng dưới của cô, chúng ta chế tạo một tiểu hương hương, hoặc một tiểu phàm phàm, họ không đồng ý cũng chẳng được. Xì, đáng ghét. Hương hương thẹn đỏ mặt đầy ngay giảng phàm ra, chân nhúng nhảy chạy đi cho thấy tâm trạng cô đang rất vui vẻ. Giảng phàm cười ha hả khoát túi xuống lầu đuổi theo, hai người trả phòng, rời nhà khách, chiếc xe vẫn đợi ở đó. Lại ngồi chiếc xe đó qua đường Hoài Hải, phố Trường Trì, đi về phía bắc tới khu phong cảnh Tấn Từ ở vành đai 2, nơi này rời xa trung tâm đông đúc có sông có hồ có cây có cỏ gió lùa vào xe mát mẻ không mang mùi khói xe rất dễ chịu đến khi xe dừng lại giảng phàm nhìn mấy chữ khách sạn holiday cửu nhật trực sáng giữa trời đêm lòng giật đánh thóc một cái muốn hỏi lại thầm nhũ chắc là trùng hợp xe lái tới cửa khách sạn có phục vụ chạy ra mở xe hương hương xuống trước cùng mỹ nữ sườn xám khoác tay nhau quay đầu lại nhìn giảng phàm còn đang ngây ra mau xuống đi sao lại ở đây cái khách sạn này đâu phải chỗ cho người ở Mà là chỗ chém người ta Giảng phàm hậm hực nói Nhìn lại mặt quần dinh, áo thun Đeo túi hành lý Thực sự là ngại vào khách sạn cao cấp thế này huống hồ trong lòng có chút muốn tránh hai chữ cửu đỉnh này Anh không đi thì thôi Em tự lên Hương hương lường một cái Xoay người kéo cô gái kia đi Ê, ai bảo không đi Anh lái xe, cảm ơn nhé Giảng phàm trước khi đi còn không quên vỗ cửa xe nói một câu, sau đó mới đuổi theo hai mỹ nữ. Cái khách sạn bốn sao này trang hoàng đặc sắc lắm, bước chân vào đại sảnh sáng choang thấy suối phun, không nhìn thấy vòi phun đâu cả, chỉ nhìn thấy ba cái đỉnh lớn, nước trong đỉnh phun ra, khu nghỉ chân là bồn măng tây lớn, men theo cầu thang là chậu hoa nhỏ, sàn trải đá hoa cương bóng soi gương được, sau quầy có hai em gái cao ráo. Nhan sắc không kém em gái sườn xám, trên đầu là đồng hồ, đánh dấu giờ của các nước trên thế giới. Đây là chủ lâu, thiết thế tiền hậu liên thông, đi thẳng ra sân sau, giả sơn, hoa viên và kiến trúc kiểu biệt thự nhỏ, không khí nghỉ dưỡng rất đậm. Đi vào thang máy, giảng phàm tự giác đứng ở vị trí hộ hoa sứ giả, em gái sườn xám suốt cả dọc đường không bắt chuyện với giảng phàm, thi thoảng ánh mắt gặp nhau chỉ mỉm cười, cái mắt của giảng phàm không biết nhìn người ta bao nhiêu lần, phải nói, em gái này đi giày cao gót, cao không thua mình mà mặt sườn xám lại hết sức cám dỗ người ta, cứ nhấc chân lên là nhìn thấy đùi sáng trắng, nhìn lên một chút là bầu ngực cao nhất, nhìn tới phía dưới của mình có vấn đề. Chưa bao giờ biết Hương Hương có cô bạn thế này. Chỉ là có bạn gái ở bên, đành phải vờ hờ hững với mỹ nữ. Rời thang máy có phục vụ mặc đồng phục đỏ đợi, cười dẫn đường cho ba người, trần nhà trạm trổ, mặt đất trải thảm dày, phong vị cổ xưa. Tới cửa phòng 1011, phục vụ mở cửa ra, em gái sườn xám và phục vụ vẻ mặt giống hệt nhau một tay để sau lưng một tay đưa ra làm động tác mời sự chiêu đãi ân cần thế này làm giảng phàm càng tò mò nhìn hai người kia giao thẻ vào tay cười ám muội rời đi hương hương đóng sầm cửa lại che khuất tầm mắt của giảng phàm phòng má lên giận dỗi thấy mỹ nữ là chân anh không đi được nữa rồi qua trong này không tệ giảng phàm đánh trống lãng quả thật là không tệ hai gian cùng một phòng tắm trong phòng có máy vi tính tv mấy loài hoa không kể được tên phòng tắm thuần bằng sứ trắng điển nhã sạch sẽ có cả phòng thể dục cấp bậc này giảng phàm không dám nghĩ hai người thuê phòng chỉ là gian phòng nhỏ hai ba trăm đồng một đêm thôi còn loại phòng đôi xa hoa này ít nhất phải nghìn đồng hương hương em phát tài rồi à ở phòng đắt thế giảng phàm đã đoán ra tám chín phần vẫn trêu không cần em bỏ tiền đơn vị em có nghiệp vụ qua lại với khách sạn này hương hương lè lưỡi. Chà chà, đơn vị của em phúc lợi tốt quá, còn thuê phòng cho cả nữ nhân viên độc thân cơ đấy. Giảng phàm thả mình xuống giường, người nảy lên mấy cái. Hương hương cười khúc khích ngồi bên, có người mời khách, nhưng không phải mời em, mà là mời anh. Giảng phàm náp một cái, tương cửu đỉnh phải không? Hương hương béo mũi giảng phàm treo, đúng rồi, anh vốn không ngốc. Sao thi tệ thế? Đi thôi, cái phút này chúng ta không tiêu thụ nổi đâu, đừng để người ta lừa bán mất cô bé ngốc nhà em, anh đi đâu mà tìm. Giảng phàm ôm eo hương hương muốn đứng dậy. Nhìn anh kìa, sợ cái gì? Có anh ở đây, người ta có bán cũng bán anh trước ấy. Anh ta chỉ muốn mời anh ăn cơm, người ta nể mặt, anh lại lên mặt. Ngồi xuống cho em. Hương hương kéo giảng phàm xuống giọng điệu ra lệnh. Vậy nói rõ cho anh biết đầu đuôi đi, nếu không anh không dám ăn đâu là thế này thì ra em gái sườn xám là hà phương lộ thư ký của tương cửu đỉnh cùng trường với hương hương khoa ngoại ngữ mấy ngày trước tìm hương hương đầu tiên là nói quan hệ bạn học sau đó quen thuộc rồi mới lộ thực tình tương cửu đỉnh muốn mời giảng phàm mà tương cửu đỉnh vốn quen mấy giám đốc bộ phận của cờ ti di động thế là quen nhau mới liên hợp diễn xuất xuất hiện màn chặn đường hôm nay làm sao nhà người ta lại tìm ra hương hương à phải rồi Giảng phàm nghĩ ngay tới một cái bộ mặt bị ổi của thằng béo, nhất định là nó, quá dễ dàng mà, tương địch dai chỉ cần hái mắt một cái, bảo nó trần trùng nhảy xuống cống cũng không thành vấn đề. Anh ở nhà hàng hải sản nói vài câu thôi, chắc không thù hận tới thế chứ. Còn tìm cả em, khoe của tới mức này cơ à. Hừng, người ta là ông chủ lớn, thèm giận anh à. Em thấy người ta nói không chừng muốn mượn miệng của anh bình phẩm món ăn, ăn một bữa thôi, anh sợ cái gì còn được ở miễn phí mấy ngày, anh không vui sao? Hương Hương giọng có chút khích tướng, có điều trong mắt cô, căn bản không cần mình khích, chỉ cần mình nói một tiếng, giảng phàm chỗ nào cũng dám xông vào. Ha ha ha, vui chứ. Anh chỉ lo hắn có âm mưu gì, không phải nhìn trúng em chứ. Không đúng, thư ký của người ta mặc sườn xám gợi cảm hơn em nhiều. Á á, giảng phàm vừa treo một câu liền gặp họa. Hương Hương nghiến răng nhéo giảng phàm, vừa nhéo vừa giáo dục, đừng làm em mất mặt, người ta quen cả tổng giám đốc của em đấy. Dám làm trò cười thì em không để ý tới anh nữa. Hai người lăn lộn trên giường chơi đùa, lát sau điện thoại gọi tới, chỉnh lại quần áo đi dự tiệc. Tuy vậy giảng phàm có chút bất an, không hiểu tương cửu đỉnh tốn công sức như vậy làm gì, chỉ vì mời mình ăn một bữa cơm. Điên, chắc chắn hắn có âm mưu, nhưng mà tiền trong túi mình gom lại không đủ bốn số, hắn chả lừa được tiền của mình suốt đường đi mang theo nghi vấn, tới cửa thang máy, mỹ nữ thư ký đã ân cần đứng đợi, dẫn hai người ra hậu viện, toàn bộ tầng hai là nhà ăn và trà sảnh, trồng hoa, trồng cây, rất u nhã. Tương cửu đỉnh mặc Âu phục trắng phong độ, bước tới đón ba người, cứ như là bạn thân lâu ngày gặp lại, bắt tay giảng phàm rất chặt, hoan nghênh, sợ là không mời được cậu, nên mời bạn gái cậu trước, vừa vặn là bạn cùng trường với thư ký Hà, quan hệ chúng ta càng ngày càng gần. Ha 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 nghe tới mời ăn là tôi tới ngay anh quá lo rồi gọi một cú điện thoại là được giảng phàm miệng nói cười nhưng chú ý người lái xe lúc nãy đang sai bảo mấy phục vụ thân phận có vẻ không thấp vậy thì tốt sau này coi đây như nhà mình lúc nào muốn tới cũng được thư ký hà chiếu cố tốt bạn cùng trường của cô giám đốc trương đưa anh giảng một tấm thẻ vip nơi này luôn mở rộng cửa với anh giảng và cô lưu tương cửu đỉnh rộng rãi nói vâng người lái xe chính là trương khải từng cùng tương cửu đỉnh tới huyện ô long hai người không lay động được già tấn công vào trẻ khách khí hàng huyên năm người nói cười đi vào nhã phòng ngồi bên cửa sổ cửa sổ khép hờ gió mát lồng lộng phòng không xa hoa như nhà hàng hải sản nhưng bàn gỗ lim bộ đồ ăn bằng sứ trắng lam và vài chậu cảnh cổ quái đoán chừng chi phí trang trí chưa hẳn đã kém hơn có kinh nghiệm lần trước giảng phàm ăn nói thận trọng Ngược lại thư ký Hà và Hương Hương tâm đầu ý hợp triếu rít không ngớt, thầm bội phục tương cửu đỉnh chơi trò vu hồi này. Lại nhìn tương cửu đỉnh vẫn dáng vẻ nhiệt tình hiếu khách hoàn toàn khác lần trước, giám đốc trương thì đích thân pha trà rót nước, làm luôn cả công việc của phục vụ viên, chắc chắn không chỉ đơn giản là mời ăn một bữa. Chớp mắt thức ăn nối nhau đưa lên, nhưng lại là những loại món ăn bình thường quen thuộc, cá sốt chua cay, đổ xanh xào, ngô xào nhân thông, gà hấp, thịt bò kho, thịt dê xào hành thêm vào một nồi gà hầm nấm. Chay mặn phối hợp, đều là món ăn thường thấy trên bàn cơm của người Sơn Bắc. Giảng phàm nhìn những món ăn này nhận ra bọn họ bỏ công phu không ít, món thường nhật không giống vây cá tổ yến, người thường chưa ăn qua, anh muốn làm thành vị gì cũng được. Càng món bình thường đại chúng, càng không cách nào gian dối. Giảng phàm nếm thử vài miếng, cũng ngon, chỉ là bệnh chung của các nhà hàng quán ăn, gia vị quá đậm. Có điều dù sao cũng là nhà hàng lớn, có độc đáo riêng, vị giám đốc trương liên tục mời rượu, giảng phàm không chối từ, dần dần bữa cơm bắt đầu. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, mọi người trò chuyện vài đề tài thú vị trong xã hội, không khí nhẹ nhàng gần gũi, đến khi ước chừng giảng phàm uống đã kha khá, tương cửu đỉnh hỏi, anh giảng, uống thật tốt, thấy rượu này thế nào? Không tệ. Giảng phàm gật cù. Có nếm ra là rượu gì không? tương cửu đỉnh cố ý dùng bình sứ trắng không có nhãn. Mấy người kia đều nhìn giảng phàm đợi nghe trả lời, giảng phàm cười ngốc nghếch chùi mép, không nếm ra. Mọi người đều cười, hương hương thấy mất mặt, lườm giảng phàm một cái. Còn món ăn thì sao? Tôi rất muốn nghe đánh giá của anh. Tương cửu đỉnh không hề phật ý, đúng là càng gặp khó càng quyết tâm. Ngon, rất ngon. Giảng phàm đáp qua loa, không đoán ra ý đồ của tương cửu đỉnh, y đâu có ngốc mà nói linh tinh tương cửu đỉnh cũng đã nhận ra vấn đề rồi người ta không phải không biết mà là không muốn nói hắn quay sang hương hương cười khổ cô lưu thấy đó anh giảng tích chữ như vàng nghe nói cô cũng am hiểu ẩm thực thôi không hỏi anh ấy nữa hỏi cô vậy giám đốc tương khách khí rồi vậy tôi nói thẳng nhé hương hương cũng được giảng phàm hôn đúc cái miệng không kém người ta là ông chủ lớn nếu có được thiện cảm biết đâu có ích sau này nên cô tích cực thể hiện công bằng mà nói, thực sự không tệ, món ăn ở đây có thể xếp hạng ở tình thành, nếu bảo tôi nói ra chỗ không được. Vậy tôi bới xương trong trứng gà, nói sai anh đừng trách. Món cá sốt chua ngọt này, tương hơi nhiều ác vị. Gà hấp không phải là sở trường nơi này, thịt hơi bở, ngon thì ngon nhưng làm cấp bậc món ăn kém đi. Thịt bò kho, đun chưa đủ thời gian, nhưng thế là rất tốt rồi. Khả năng tôi quen ăn vị ở quê, nên thấy gia vị hơi đậm, đặc biệt là mì chín, ăn nhận ra ngay. Hay hay hay. Tương cửu đỉnh bị người ta chê bai mà tựa như vô cùng vui vẻ, vỗ tay nói liền mấy tiếng hay, nhìn sang giảng phàm. Giảng phàm cười, cô ấy từ nhỏ thích ăn cơm nhà tôi, miệng kén lắm. Kỳ thực bây giờ mùi vị ở quán ăn đều na ná nhau, dựa vào chứng nhận đầu bếp, phân chia đặc cấp, cấp 1, cấp 2, giỏi làm các loại món ăn, nhưng càng như thế, càng đồng hóa. Ai đi ăn nhiều, đôi khi không còn nhận ra món của nhà nào với nhà nào đều ăn gia vị ngược lại một số quán nhỏ chuyên về một hai món khiến người ta càng nhớ rõ lời giảng phàm làm cả bàn cười rộ lên hương hương tạm coi như là khen ngợi khi bữa cơm sắp kết thúc lại đưa thêm một đĩa nữa là lát thịt mỏng mở nhiều mà thịt ít khắc tinh của mỹ nữ thư ký hà hơi cho mày là phản ứng chung của các cô gái khi thấy nó giảng phàm nhìn một cái liền thất kinh làm sao ở đây có món này Ồ, tôi còn tưởng anh không nhận ra chứ tương cửu đỉnh cười có phần đắc ý rốt cuộc cũng khiến giảng phàm phải kinh ngạc rồi nghe vậy giảng phàm gấp thử một miếng chưa cần ăn nhìn một cái thôi là hiểu ra món này của cha tôi đây mà trừ khi đích thân ông ấy dạy nếu không thì không thể học được a à, không thể nào mới có vài ngày anh không học được lợi hại món này tôi mua ở đệ nhất qua về sao anh nhìn là nhận ra tương cửu đỉnh tán thưởng chính là thịt đầu lợn mua từ huyện Ô Long. Rất đơn giản, thịt đầu lợn bình thường vừa ngấy vừa bở, mà cha tôi làm vừa dai mà trơn, da gần như trong suốt, màu sắc giống mật ong, bất kể bề ngoài hay mùi vị đều là thượng phẩm, người khác không thể đạt tới trình độ này. Giảng phàm tự tin nói. Thư ký Hà phản cảm với món này, nhưng Hương Hương biết rất rõ thứ này không hề ngấy, nên nhiệt tình gấp một miếng mời, thư ký Hà không từ chối được cắn miếng nhỏ, ngạc nhiên hết sức, ngon quá, đúng là rất dai lại không ngấy, thịt mỡ lại có thể làm tới mức này sao? Tương cửu đỉnh mượn ngay lời này, đó là bạch thiết nhục trong truyền thuyết đấy, có thể dùng thịt bình thường làm tới trình độ này mới là bếp trưởng chân chính. Không, không, mọi người nhầm rồi, đây không phải bạch thiết nhục. Giảng phàm phủ nhận ngay. Không phải sao? Trương Khải ngạc nhiên vô cùng, mấy nhà ẩm thực đã ăn thử, đều nói nó là bạch thiết nhục. Họ sai rồi, vì cách làm bạch thiết nhục không phải như thế, tên đầy đủ của nó là tùng hương bạch thiết nhục, cái tên có nguyên nhân của nó, khi làm thì phết lên đầu lợn một lớp nhựa thông, nhựa thông khô rồi xé ra, nhổ hết lông lợn còn sót lại, nghe thì đơn giản, nhưng là kỹ thuật đặc thù, khi thành phẩm, còn lưu lại mùi gỗ thông thoang thoảng. Đó mới là bạch thiết nhục. Tương cửu đỉnh đảo mắt nhìn Trương Khải, ẩn tình trong đó không mấy người biết, ngay cả hai bọn họ cũng vừa mới biết mà thôi. Thư ký Hà lấy làm lạ, nhựa thông không phải có độc à. Ăn được sao? Nghe một cái biết ngay ngực to não rỗng, tốt, giảng phàm vui ngay, quay sang nhìn mỹ nhân cao hẳn phải tới 1m72, 1m73 này, thư ký xinh đẹp gợi cảm, thế này người ta không nghĩ lung tung không hâm mộ giám đốc sao được, cười giải thích, hì hì, thuốc còn có 3 phần độc mà, cá nóc có độc, nhưng là món ngon vô song trên đời, bọ cạp có độc. Sau khi thành món ăn cũng có tiếng kỳ thực những thứ ăn vào đều có ít nhiều độc tính như trứng mặn chúng ta thường ăn bên trong có axit nitric độc tính mạnh đấy ngay cả mì chính muối đừng dùng quá lượng đều gây độc tính nhất định với cơ thể nên nhựa thông so ra không đáng nói huống hồ nhựa thông còn có tác dụng của thuốc giúp tỉnh táo tinh thần đó chính là chỗ đặc sắc của hiệu tương la gia loại thủ pháp này giờ không ai dám thử giỏi giỏi quá rồi người cần trả lời không trả lời Mỹ nữ hỏi một cái là thao thao bất tuyệt, anh nhớ lấy, hương hương thầm nhủ. Thư ký Hà Cồ một tiếng, nhìn giảng phàm đầy tháng phục, có điều tương cửu đỉnh nghe thấy tên, la gia lại ngạc nhiên thêm vài phần, cái tên này hắn chỉ biết qua miệng những người lớn tuổi, làm bộ lơ để nhắc tới, anh giảng cũng biết hiệu tương la gia. Câu hỏi này quá thừa với giảng phàm, y không chỉ đam mê nấu ăn mà tất cả những thứ liên quan tới ăn uống, đương nhiên, trong thị trí có ghi mà, tổ tiên họ là ngự trù đấy thế sao vậy là hoàng đế cũng ăn thịt đầu lợn hi hi thư ký hà cười khe hàm răng chỉnh tề có điều tám phần coi như nói đùa bữa cơm này vừa ăn vừa nói dần dần vào cao trào không phải vì người mà vì một câu chuyện nói tới ăn cùng chuyện liên quan tới ăn uống giảng phàm như thành người khác dáng vẻ tài cao tam đấu học vấn năm xe bụng đầy thi thư ngự trù này họ la thị trí ghi chép tên không rõ đều gọi là ngự trù la ghi chép sớm nhất là từ thời minh thần tông vạn lịch, xuất hiện muộn hơn rượu phần, nhưng còn sớm hơn cổ lâu dương tạp 100 năm. Truyền thuyết ngự trù la 8 tuổi học nấu ăn, 15 tiếng cung, ở hoàng cung gần hết một đời, tới già cáo lão hồi hương, quê nhà chính là phủ đại nguyên của chúng ta. Làm ngự trù cả đời, gia cảnh cũng khá, nhưng vị đại trù này có một chuyện buồn, là chuyện gì? Hương Hương thấy thư ký Hà ngẫm nghĩ, lanh chanh nói ngay, em biết, ông ấy không có con trai suy đoán này cũng có lý mọi người đều gật gù giảng phàm nằm lấy tay hương hương mười ngón tay đang vào nhau nhìn cô ôm nhu như kể cho hương hương nghe không đúng rồi ông ấy có con trai còn có vài đứa chính vì con cái mà lo buồn đời mình cẩm y ngọc thực nhưng đời sau khó nói ai cũng bảo giàu không quá ba đời qua ba đời vương hầu cũng thành ăn mày người xưa chú trọng có cả núi vàng không bằng có một nghề trong tay nên ông ta nghiền ngẫm mấy năm tổng hợp kinh nghiệm cả đời làm ra nước tương để ướp thịt, nổi tiếng nhất là tùng hương bạch thiết nhục. Ông ta dùng thứ nguyên liệu tầm thường nhất có thể thấy khắp nơi làm thành mỹ vị ai cũng tán thưởng. Nghe nói năm xưa nó nổi danh ngang với rượu phần, giấm chính của tỉnh ta, kỹ nghệ đó truyền 13 đời, hơn 400 năm. Hương hương hơi xấu hổ khẽ nhéo lòng bàn tay giảng phàm một cái, trục tay lại. Nếu đã là ngự trù, vì sao lại không dạy con mình ngự thiện, mà lại làm món khác? Thư ký Hà nhanh miệng hỏi, Hỏi xong còn lén đưa mắt nhìn ông chủ của mình, thấy tương cửu đỉnh chăm chú lắng nghe liền yên tâm, không ngờ giảng phàm trông như học sinh chưa hiểu chuyện đời, khi nói chuyện này, lại mang khẩu khí từng trải tan thương mê người như vậy. Giảng phàm rất sẵn lòng trả lời mỹ nữ, hỏi hay lắm, nguyên nhân là do hạn chế nguyên liệu, ở Hoàng Cung dù là thứ hiếm có như bào ngư vây cá, tay gấu tổ yến đều không khác gì của cải. Ngự trù phải ở Hoàng Cung mới có đất dụng võ, còn hồi hương thì không được rồi, gia cảnh tốt đến mấy cũng làm sao so được với hoàng đế, muốn trà đạp cái gì cũng được. Nên đây là chuyện bất đắc dĩ, cũng là chỗ thông minh của ông ấy, nếu dạy con cháu ngự thiện, chẳng may không vào được hoàng cung, chẳng phải hỏng sao. Chính nhờ thứ nguyên liệu thường thấy, nên món ăn này mới duy trì được mấy trăm năm. Tương cửu đỉnh như có cảm ngộ gì đó, trầm tư gật cù. Trương Khải liền nắm bắt chủ đề, vậy vì sao lại tuyệt tích? Kịch vui quá dài thành bi kịch. Giảng phàm khát nước, uống một ngụm, không ngờ là rượu trắng, vẫn uống cạn luôn chả khác gì uống nước Chép miệng nói, phần sau câu chuyện không được như ý rồi La Gia truyền tới đời 13 là La Thủ Chương thì đã giải phóng Khi đó hai nhà nổi tiếng nhất đại nguyên là Cổ Lâu Dương Tạp và La Gia Phát triển bao nhiêu năm, sản phẩm hiệu tương không chỉ có thịt đầu lợn, còn có gà, vịt Tận mười mấy món đều khá đắt sắc Trước giải phóng, địa chủ hào cường, quân Việt địa phương đều là khách quen của La Gia la gia giữ bổn phận người làm ăn mua bán công bằng vừa không ỷ có tiền ức hiếp người lương thiện cũng không kết thân quyền quý làm ăn mà trọng bố thí khinh lợi nhuận ở phủ đại nguyên mấy trăm năm thanh danh đời sau tốt đời trước nhưng giải phóng rồi tưởng ngày tháng tốt đẹp tới lại gặp phải đại họa phàm là loại hiệu lâu năm như thế chỉ truyền nam không truyền nữ chỉ truyền trưởng không truyền thứ tư tưởng phong kiến nghiêm trọng khi công tư hợp doanh la gia cố chấp không chịu giao bí phương la gia ra nhưng vì thanh danh la gia quá tốt, miễn cưỡng thoát một nạn. Bắt đầu cách mạng văn hóa, nợ cũ nợ mới bị lục ra tính, trước giải phóng, khách khứa la gia loại người gì cũng có, địa chủ, quân phiệt, thổ phỉ, lưu manh đủ hết, chính vì vậy mà bị liệt vào thành phần bị đã kích. Trước đó lại có tiền án không hợp tác, la thủ chương bị chụp vài cái mũ, nhà bị xét, hiệu bị đập, một cửa hiệu mấy trăm năm, chỉ trong một đêm đã tan tành. Dù là chuyện xưa cũ như trong lịch sử, qua lời kể truyền cảm của giảng phàm, ai nấy nghe vẫn bùi ngùi, cả nhã phòng im ắng, chỉ có một giọng nói duy nhất. Là thủ chương khi đó e là mang quyết tâm làm ngọc nát hơn nói lành, đó là khí tiết của người xưa, lại thấy hiệu đã bị đập, không còn mặt mũi nào gặp tiền nhân, hai vợ chồng hòa tỳ sương vào hũ tương cuối cùng uống hết, tới khi chết không nhận tội, vì họ thấy nhà mình làm ăn mấy trăm năm, đường đường chính chính, làm người mấy chục năm. Thanh thanh bạch bạch từ đó bí phương thần kỳ của ngự trù la thất truyền. Giảng phàm càng kể giọng càng trầm, câu chuyện này nghe cha kể lại khi nấu ăn trong bếp, với tuổi của y còn chưa lý giải hết ý nghĩa ẩn chứa trong đó, nhưng y cảm thụ được kiên trinh và tiết tháo trong phẩm cách con người, hung đúc lên tự hào nghề nghiệp của giảng phàm. Bởi vậy lần trước bị tương cửu đỉnh chê bai rau xanh của cải là thứ tầm thường mới phản ứng mạnh mẽ. Về sau thì sao, La Gia có hậu nhân không? Hương hương giọng hơi nghèn nghẹn, nghẹn vì đa sầu đa cảm nên mới trước kia bị giảng phàm dùng lời ngon tiếng ngọt dụ, đóa hoa chưa kịp nở đã bị người ta hái mất. Không còn nữa, con trai trưởng của ông ta bị liên lụy, chết trong nông trường cải tạo, con dâu bị cạo đầu dễ phố, không chịu được sỉ nhục, ông đứa con ba tuổi nhảy lầu tự tử, hai mẹ con ngã máu thịt be bét. Con trai út năm đó chưa trưởng thành, một đêm nghe nói người thân đều chết không nhắm mắt liền phát điên, nhân mạch cuối cùng của La Gia đã đứt, 40 năm rồi chưa từng nghe nói hậu nhân La gia xuất hiện. Đáng tiếc, một món ăn một gia tộc truyền thừa bao đời, không bị hủy diệt qua bao thời đại đổi thay, không bị hủy trong chiến tranh, ôn dịch, phỉ loạn, lại bị diệt trong tay người mình ở thời bình, tiếc thay. Sao anh lại biết chuyện này? Thư ký Hà hai tay ôm ngực, xúc động hỏi. Cha tôi nghe kể từ hỏa kế của La gia năm xưa thoát được kể lại, nhưng bí phương mười mấy đời không ai biết nữa cha tôi luôn muốn tái hiện lại tuyệt nghệ đó, đáng tiếc, cổ nhân thần kỳ vô cùng, thêm vào năng lực tài lực có hạn, căn bản không thể được như ý nguyện. Tốn hai mấy năm công phu chỉ được tám phần thôi, so với bạch thiết nhục chân chính, so với trình độ của ngự trù la còn cả khoảng cách phải ngước nhìn. Kỳ thực ở tầng cấp này, mỹ thực và di sản văn hóa, văn vật cổ đều giống nhau, không thể tái sinh nữa, hậu nhân chúng ta chỉ có thể cố gắng tiếp cận, không đạt được tới tầm cao của tiền nhân nói tới đó giảng phàm đặt trầm chén xuống bàn khiến mọi người đang chìm đắm trong câu chuyện truyền kỳ giật bắn mình như ở công đường chợt nghe tiếng gõ đường một một câu chuyện mà như đi qua mấy thế kỷ ai nấy đều bi sản đáng tiếc đáng tiếc chỉ có thể thở dài mà thôi thành khúc mắt trong lòng không biết một món ăn lại kéo theo cả câu chuyện quá khứ bi thảm đến thế đời người có khí tiết như thế thật đáng nể trương khải cầm chén rượu lên uống cạn cha cậu cũng thật đáng nể Tương cửu đỉnh, nhìn giảng phàm xúc động đập chén xuống cảm thụ được sự tiếc nuối của y, rót rượu khuyên, nào, cạn một chén, tôi uống trước. Phạt giảng phàm ba chén, tại kể một câu chuyện làm ai cũng thương tâm. Được, tôi nhận phạt. Đừng nói vì La Gia uống ba chén, nếu có thể gặp được hậu nhân La Gia, dù tôi trẻ củi gánh nước cho họ cũng cam tâm tình nguyện. Nói tới mỹ thực, nói tới người mà bình sinh mình say mê nhất, giảng phàm sinh hào khí, cầm cốc nước rót rượu, uống cạn. Tương Cửu Đỉnh đang nghe truyện trên TV audio CV dùng chén nhỏ, còn giảng phàm là cốc uống nước, rượu phần lâu năm sáu không độ, uống tuy đã thật, bốc chậm nhưng cực mạnh, một bình rượu tới quá nữa là do giảng phàm uống, uống tới mức đó mà chẳng có chút phản ứng nào, làm người ta tặc lưỡi không thôi. Vốn là bữa cơm vui vẻ, bị một câu chuyện làm cho có chút nặng nề, đĩa thịt đầu lợn được mọi người thông thả chia nhau ăn hết, cảm giác tăng thêm vài phần, như không chỉ đang ăn một món ăn, mà còn nếm trải cả một lịch sử tang thương, thần thành khó diễn tả. Thêm một lúc thư ký Hà thì thầm bên tai Hương Hương cái gì đó, sau đó hai cô gái cáo lỗi nói là làm chút việc rồi đi, vẻ mặt thần bí, giảng phàm không tiện hỏi, đoán chừng có hỏi người ta cũng không nói. Giám đốc Tương, anh cứ đánh mắt mãi như thế không tốt đâu, người biết thì nghĩ là anh có điều muốn nói, không biết lại tưởng anh mắt qua mày lại với bạn gái tôi. Nói đi, người đi rồi, trước tiên cảm ơn rượu phần của anh. 20 năm rồi phải không? Giảng phàm biết ý lên tiếng trước, dù sao hôm nay người ta tỏ ra đủ thành ý rồi, con người Tương Cửu Đỉnh không quá tệ như ấn tượng ban đầu. Ha ha ha, biết là không qua được mắt anh giảng mà, chúng ta người ngay nói thật, bàn một vụ làm ăn nhé. Tương Cửu Đỉnh thoải mái gạt chén đĩa trước mặt sang bên nói thẳng. Tôi một là không vốn, hai không có nguồn lực, chúng ta có gì để bàn đâu, anh nhìn trúng cái cửa hiệu giảng gia, chuyện đó thì tôi không quyết được nhìn tình thế hôm nay anh hẳn đã biết thái độ của cha tôi rồi nên mới tìm tới tôi phải không giảng phàm suy đoán trong số những người theo đuổi tài nghệ giảng gia thì có thể nói tên này dai nhất tương cửu đỉnh gật đầu thừa nhận anh đoán không sai tôi vắt óc suy nghĩ mời cha anh tới nhà hàng chúng tôi hoặc không từ thủ đoạt chiếm được bí phương của giảng gia để ẩm thực của cửu đỉnh nhất là món canh hầm nâng lên một đẳng cấp khác nhưng qua bữa cơm hôm nay tôi đổi ý muốn nhờ anh phàm giúp muốn cách chế biến bạch thiết nhục sao giảng phàm chép miệng đúng tôi muốn bỏ tiền mua tôi tính toán rồi quán ăn giảng gia mặc dù buôn bán hưng thịnh nhưng ở huyện thành lợi nhuận không cao một năm thu được chục vạn là cao rồi bằng vào công nghệ chế tác bạch thiết nhục tôi trả năm vạn thế nào tương cửu đỉnh giơ năm ngón tay lên giảng phàm cười từ chối đây không phải bạch thiết nhục mà là thứ mô phỏng kỹ thuật này không phải là nhà tôi che giấu bên ngoài mà cha tôi xấu hổ không mang ra, giúp việc từng làm trong quán, gần như có thể làm 7-8 phần. Nói trắng ra, nó không đáng tiền, đừng nói 5 vạn, tới 5 nghìn cũng không đáng. Tôi nói cho anh biết một bí mật, đó là món ăn giảng gia không có bí phương, chỉ cần anh đủ kiên nhẫn tới quán làm việc, chịu khó học hỏi, hai năm sau, anh sẽ biết hết. Không thể nào. Tương cửu đỉnh hiển nhiên là không tin, chính tôi đã hai lần tới để nhất qua ăn rồi, cao hơn ở tỉnh thành một bậc. Ha ha ha, giảng phàm nói tới chuyện này không khỏi tự hào, anh nói đúng đấy, đó là chỗ cha tôi hơn người, ông ấy không ngừng nỗ lực cải tiến, theo đuổi thập toàn thập mỹ, không cho phép có chút qua loa nào, học sinh đệ tử của cha tôi ra ngoài lập môn hộ không ít, nhưng không ai bằng cha tôi được. Năm nào cha tôi cũng nghĩ ra cách làm mới. Đáng nể, đáng nể. Tương cửu đỉnh chắp tay, nói thế thì hắn tin hơn, anh càng nói thế tôi càng muốn cách làm bạch thiết nhục vì nhân phẩm giảng gia dù giả cũng đáng năm vạn anh giảng không chê ít tiền chứ nếu không ra giá đi tôi là người làm ăn biết mình biết người anh đang đợi việc cần tiền đúng không phải là không bán cho anh mà tôi sợ anh hối hận bán cho anh sợ là làm hại anh giảng phàm lắc đầu rót rượu cho tương cửu đỉnh lại rót cho mình người ta kính mình một thước ta kính người một trượng đó là cách đối nhân xử thế của y. Tương cửu đỉnh bán tính bán nghi, nghi nhiều hơn, cho rằng giảng phàm muốn từ chối hoặc nâng giá thôi, thế sao, trong chuyện này có gì bất thường. Giảng phàm nghiêm túc nói, tôi có mấy đắn đo, thứ nhất, đây không phải bạch thiết nhục, anh phải hiểu rõ, bạch thiết nhục chân chính, anh bỏ 50 vạn cũng không mua được. Thứ hai, cách chế tác rất trường rà, anh muốn dùng nó để phát tài là khả năng rất thấp. Thứ ba, cách ngâm tẩm có thiếu sót, truyền thuyết tương la gia ngâm mười mấy năm không biến vị, nhưng loại này không được, ngâm ba lần là vị thay đổi, càng ngày càng kém, tốn thời gian và nguyên liệu. Những lời của giảng phàm nói nghe không giống nói dối lắm, cứ tạm đặt giả thiết những lời đó là thật thì trong này có nguy hiểm nhất định, tương cửu đỉnh trầm ngâm chốc lát, vẫn rất chân thành nói, giảng phàm, cảm ơn cậu đã nói thẳng, vậy đi, cho dù nó có nghìn vạn thiếu sót, dù nó không đáng một xu, tôi vẫn bỏ ra năm vạn để mua. Yên tâm, có vấn đề tôi cũng không tính sổ, coi như là một vụ đầu tư hỏng đi. Ngoài ra, tôi muốn kèm một điều kiện nhỏ. Đừng đừng, giám đốc tương, anh chớ đặt bẫy trói tôi như trồn hoang, tôi khóc không kịp. Chúng ta chuyện nào ra chuyện nấy đi, anh muốn có cách chế biến thứ bán thành phẩm này, tôi nói cho anh, không cần bày chuyện phức tạp, nó không đáng tiền. Nếu anh tới quán nhà tôi ăn, tôi chém anh vài trăm đồng không hổ thẹn gì, nhưng mà lấy của anh năm vạn thì tôi không dám. Giảng phàm rối rít xua tay, như trẻ con không dám cầm số tiền lớn. Cậu phải nghe điều kiện của tôi đã chứ, đợi chút nhé. Tương cửu định lấy điện thoại ra gọi, lát sau giám đốc trương bê một cái vali kim loại dài đi vào, dọn dẹp bàn, đặt vali trước mặt giảng phàm, hộp vừa mở ra, giảng phàm vừa nhìn một cái tức thì đứng bật dậy, mắng không kìm được yêu thích. Dao, là những con dao sáng loáng. Dao hoa quả 7 tấc, dao xẻ thịt 12 tấc, dao chặt xương sống dày, dao phay thái mỏng. Trên dưới tận ba tầng, đếm sơ qua tới bốn mấy con dao đủ loại, giảng phàm cầm lấy một con dao phay, hơi nhẹ, nhẹ hơn của la oa nhiều, nhưng chế tác kỳ công, thân dao có thể dùng làm kính. Nữ nhân thích đẹp, còn đầu bếp thì thích dao, những con dao này trong mắt giảng phàm, không khác gì những món trang sức đính kim cương, tức thì làm mắt y đỏ lên. Ha ha ha, hồng phấn tặng gia nhân, bảo kiếm tặng anh hùng, còn dao phay thì tặng đầu bếp, giảng phàm, thích chứ tặng cậu đấy tương cửu đỉnh nhìn một cái cao hứng ngay biết mình gãi đúng chỗ ngứa rồi không phải hắn nghĩ ra mà là thư ký hà tìm hiểu từ hương hương cho nên mới có thể ra sát chiêu này cái này giám đốc tương tôi sao dám nhận giảng phàm liếm môi khô khốc lần đầu tiên phải đấu tranh tư tưởng vất vả món quà này lớn quá y không dám nhận ở điểm này cha mẹ y giáo dục rất thành công nhưng đều là con dao tốt từ bé y luôn mơ ước có được một bộ dao như thế này nếu không nhận chẳng biết bao giờ mình mới mua nổi e là cả đời khó chạm vào giảng phàm tôi chưa nói hết mà tặng cậu giao không phải để chơi mà tôi mời cậu ở đây vài ngày chúng ta giao hẹn là một tuần mỗi ngày là một bữa cơm bảy món canh nhưng không được lặp lại cậu làm được không tương cửu đỉnh kích tướng chật vậy tôi phải làm cơm cho ai ăn đây giảng phàm thấy điều kiện này có thể chấp nhận đối phương hẳn muốn mình làm cơm cho lãnh đạo gì đó đừng hiểu lầm là tôi nói chưa rõ cho cậu một cơ hội thể hiện tình cảm cậu làm cơm cho cô lưu hương thuần còn tôi và giám đốc trương chỉ ăn ké ha 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 đây là chút lòng riêng của tôi nói thật tôi còn muốn mời cha mẹ tôi đến để họ được thử hương vị thôn quê cũng để làm tròn chữ hiếu của tôi cậu yên tâm chúng tôi chuẩn bị cho cậu gian bếp riêng không sợ lộ bí mật cần gì nói cho giám đốc trương Sao, cho tôi tọa nguyện một lần chứ? Tương cửu đỉnh Nguyễn Chuyển đưa ra một lời mời thịnh tình, cười như gió xuân, mắt như hoa đào, thêm vào lý do đường đường chính chính, khó từ chối. Được. Giảng phàm sản khoái gật đầu, nhưng làm không ngon, đừng trách tôi. Tương cửu đỉnh hào sản phất tay, sao có thể, giám đốc trương. Trương Khải cười đặt hai cái thẻ chuẩn bị sẵn trước mặt giảng phàm, anh giảng, đây là thẻ VIP của khách sạn chúng tôi, hoan nghênh bất kỳ lúc nào, còn một thẻ là tiền chuyển nhượng, mã số là 6 số sau thẻ, xin anh nhận lấy. Nhìn dao, nhìn thẻ, trong túi thì đúng là túng thiếu, giảng phàm đồng ý, được, tôi cung kính không bằng tuân lệnh, anh nhất định muốn, tôi thu tiền đã, nhưng nói trước, các anh thử đã, dù sao tôi ở đây một tuần, không hài lòng, có thể lấy tiền về, tôi cần tiền, nhưng số tiền này nhận có chút ngại ngùng. Yên cái tâm đi, có lời này là tôi phục rồi, tôi bỏ tiền ra kết giao được người bạn như thế rất đáng. Nào, đi thôi, tôi làm lỡ không ít thời gian của cậu rồi. Ha ha ha, đừng để cô lưu trách tôi. Chút đề tài ái muội luôn dễ dàng khiến nam nhân thân thiết hơn, cả ba cùng cười. Khi giảng phàm về tới phòng 1011 thì Hương Hương đã đợi lâu rồi, thấy y sách cả một cái vali lớn về, liếu lưỡi nhảy từ trên giường xuống, điệu bộ như con chó nhỏ chạy vòng quanh giảng phàm, qua, anh bán thân kiếm được nhiều tiền thế à hừ, đồ tham tiền. Giảng phàm trừng mắt ném vali lên giường. Hương hương nóng vội mở vali ra, nhín một cái rầu rĩ thất vọng, giám đốc tương thật hẹp hòi, tốn công mời anh từ xa tới lại tặng vài cái dao thôi à. Không chỉ dao, còn có cái này. Giảng phàm móc túi ném ra hai cái thẻ rồi kể đầu đuôi. Hương hương nghe thấy tiền và thẻ miễn phí, nhanh như cắt lấy luôn, tịch thu, số tiền này do em chi phối, dù sao chúng ta cũng có chỗ ăn miễn phí rồi khoan nghe anh nói đã số tiền này anh nhận có chút không yên tâm giảng phàm ngăn lại lòng y còn có nghi vấn phương pháp đó không đáng tiền chi phí cao tốn thời gian công sức anh còn chưa rõ họ lấy làm gì hương hương thì chẳng bận tâm anh quản nhiều thế làm gì anh ta muốn mua mà có phải anh lừa họ đâu yên tâm đi đám người đó thừa tiền đốt một món đồ trang trí trong khách sạn cũng vài vạn với chúng ta là to chứ với họ chẳng là gì đâu vậy cất trước đi nếu họ không hài lòng thì trả lại, anh gọi điện cho mẹ anh đã. Giảng phàm vừa hưng phấn lại có chút chột dạ, xẻo dăm 300 thì mừng thầm, kiếm dăm 3 vạn thì không ngủ được, lớn thế này mà lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như thế. Đừng gọi. Hương Hương lao tới giữ tay giảng phàm, cắn môi ái muội nói, em vừa gọi rồi, xin phép cho anh rồi, nói với mẹ anh là để anh ở đây vài ngày, làm cơm cho em. Hì hì, cũng được, mẹ anh khỏi tra khảo chuyện thi cử. Này, em nói đi, bọn họ thì thầm vào tai em cái gì, có phải muốn anh làm ở đây vài ngày, thử tay nghề, sau đó đưa ra lời mời anh ở lại làm việc. Hiện giờ giảng phàm chỉ có thể nghĩ ra khả năng này, nếu dựa vào tay nghề kiếm tiền, làm việc ở khách sạn 4 sao hiển nhiên là hơn quán nhỏ, có khi thu nhập một mình mình bằng cả quán. Đúng thế. Nếu anh thực sự tới đây làm, lương tháng sẽ không thấp hơn em, nghe nói bếp trưởng ở đây một tháng kiếm 6-7 nghìn đấy, nếu thế hai chúng ta chỉ cần 5 năm là mua được nhà rồi. Hương Hương không khỏi mơ ước. Nghe cũng không tệ, vậy thì thử xem. Giảng phàm hời hợt đáp, cô nam quả nữ trong phòng, lại có rượu vào bụng, lòng sớm ngứa ngáy rồi, tay lẳng lặng vén chiếc váy trắng tinh của nàng, thuận theo chân ngọc mò lên trên. Làm gì vậy, đáng ghét. Hương Hương kéo tay giảng phàm ra. Đáng tiếc kháng cự của cô không ít gì, con ông đã quá tỏ đường đi lối về, thân thể hương hương có bao chỗ mẫn cảm, giảng phàm đều biết, biết mấy năm rồi. Chẳng mấy chốc giảng phàm đã khiến hương hương không ngừng thở hỗn hển, người uống éo trên giường như rắn, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái mơ màng, giảng phàm cười gian, ban ngày anh phục vụ em, buổi tối em phục vụ anh, không thể để anh làm cơm miễn phí được, ha ha. Đi tắm đã, hôi chết. Hương hương hai chân khép chặt, mắt liêm diêm kháng cự lần cuối. Vậy thì cùng đi giảng phàm bế xốc thân hình nhỏ nhắn của hương hương lên đi vào phòng tắm trong tiếng nước chảy rào rào tiếng cười đùa tiếng hét không lâu sau chuyển thành tiếng trên rỉ tràn ngập căn phòng xem ra vụ làm ăn phục vụ lẫn nhau đã đạt thành rồi nếu để giảng trung thật đánh giá con trai có lẽ chỉ hiền từ nói tính cách hơi bột chột thôi nếu để cô giáo mai nói tám thành nói thịt chó không thể đưa lên bàn tiệc thằng nhóc thối tha đó càng vào lúc quan trọng càng hỏng chuyện nếu bảo thằng bạn xấu phía sĩ thanh nói thì Hoa ca nhìn thấy mỹ thực và mỹ nữ đều giống nhau, nói thế nào đây? Dâm dục ngùng ngục. Những đánh giá đó đều bất hạnh mà đúng rồi, ngày đầu tiên ở khách sạn Holiday Cửu Đỉnh, giảng phàm đã gây ra trò cười lớn. Lại nói ngày hôm đó nóng ruột cùng hương hương thân thiết, thanh niên mà, tinh lực vượng, chuyện ân ái chỉ có sống sao cao hơn sống trước. Hương hương nhìn thì ngây thơ thẹn thùng, nhưng một khi bị khiêu khích rồi, không phải là đùa đâu, trên giường vừa nhiệt tình vừa hoang dại có lẽ thoát khỏi bóng ma thi cử gặp chuyện vui lòng sảng khoái và có lẽ vì nhìn thấy ánh sáng tương lai trong tay có mấy vạn không khỏi hưng phấn tất nhiên không thể không kể hơn một tháng tương tư khắc khoải sáng hôm sau thức dậy giảng phàm chẳng những không mệt mà còn tinh thần hơn vài phần vừa sáng sớm đã viết vài trang giấy miêu tả chi tiết cách làm thịt đầu lợn viết liền ba trang lại viết cả nguyên vật liệu mình cần ra kính hai trang tiễn hương hương vui vẻ đi làm rồi giao cho bí phương thư ký hà Khách sạn 4 sao, dụng cụ đầy đủ hơn quán nhỏ ở quê nhiều, nửa tiếng sau thứ giảng phàm cần đã chuẩn bị đầy đủ. Trương Khải dẫn giảng thần bếp tới nhà ăn phía sau, chuyên môn dọn một gian bếp ở tầng 2 tòa nhà nghỉ dưỡng cho giảng phàm, xem chừng là nhà bếp chuyên dụng cho khách quý. Năm cái bếp to, 10 cái bếp nhỏ, bàn thức ăn bằng thép không rỉ, dụng cụ nấu nướng cũng thế, tường sơn trắng, sàn lát gạch men trắng, nhìn sạch sẽ sảng khoái, cao cấp hơn để nhất qua không biết bao lần mà kể khi giảng phàm tới nơi hai đầu bếp tuổi tác tương đương với y đã rửa thái các loại rau thịt sạch sẽ vạn sự sẵn sàng chỉ đợi lên bếp vừa mới bật bếp đặt cái nồi lớn lên bếp giảng phàm quay đầu mấy người kia hiểu ý lui ra bọn họ đã được dặn biết lúc này không cho người khác nhìn nhất là kỹ nghệ tổ truyền càng kiên kỵ có điều giảng phàm ngớ người sao chạy hết rồi đang định tán gẫu làm quen chút cơ mà người ngoài không biết để nhất qua thực sự không có cái gọi là bí phương tổ truyền gì cả cha chưa bao giờ giấu nghề với phục vụ dù người mới vào cũng chỉ dạy tận tình nhưng thiên phú khác nhau cái nghề này không phải ai cũng học được rồi đi hết cả lỗ tai cũng thanh tịnh đặt nồi đổ nước tủ ghi chú tên các loại gia vị giảng phàm nếm thử mười mấy thứ tùy ý ném vào nồi trong lúc đợi nước sôi mặc áo trắng của đầu bếp vừa sáng tay lên chọn một con dao được tặng chuẩn bị chặt xương thì có chuyện bất ngờ tới từ lỗ tai nghe thấy một loại âm thanh, loại âm thanh như từ trên trời bay tới, âm nhạc này chưa bao giờ nghe thấy, ngạc nhiên tới cửa sổ nhìn, tức thì nổi hứng thú. Nhà chính có ba tầng, gian phòng lớn ở phía tây có vẻ là phòng tập thể dục, bảy tám cô gái áo trắng đang làm động tác gì đó, vốn khoảng cách đủ xa, nhưng con mắt gian tà của giảng phàm rất tinh, còn loáng thoáng nhìn thấy một người rất quen, không nhớ ra là ai. Có lẽ nên nói là chưa kịp nhớ ra, mấy cô gái đó hình như đang tập thể thao gì đó, thi thoảng nhìn thấy một bên mặt cũng xinh đẹp hết sắc. Xong, giảng phàm nhìn tới ngứa ngáy, ma xui quỷ khiến trời bếp, đi qua vườn hoa, vào đại sảnh, theo vị trí kia tìm tới. Đúng là phòng tập của khách sạn, hơn nữa không chỉ bản thân bị thu hút, nhân viên thay ca và một số vị khách cũng đứng cách cửa không xa, trong phòng phát âm nhạc êm dịu, dễ nghe khó nói thành lời. Chính giữa phòng là tám mỹ nữ, toàn bộ mặc đồ trắng bó sát người, làm vóc dáng tôn lên mạng dịu vô cùng, mà cô gái dẫn đầu càng xinh đẹp rực rỡ, một cái đuôi ngựa đơn giản sau đầu, duỗi mình một cái, toàn thân như bông hoa dành dành, nở nụ cười, ánh mắt như chứa cả hồ nước thu, mi như núi mùa xuân. Tích tắc giảng phàm cảm thấy xung quanh không còn gì tồn tại nữa, chỉ còn mỹ nữ trước mắt, chỉ còn sóng lòng cuộn trào. Bà nói chứ, đẹp thật, tùy tiện kéo một em lên giường đều không phải hối hận. Ý nghĩ đó ngay lập tức nổi lên, sự chú ý thì vẫn đặt vào cô gái dẫn đầu, cô gái đó thì y thậm chí nghĩ bậy cũng không dám. Ngoài tương địch dai còn có thể là ai, mỹ nữ mặc trang phục ôm sát người, còn đẹp hơn cả lần đầu gặp mặt, giảng phàm nhìn tới si dại. Chỉ nghe bên tai tiếng chim oanh thành thót, tựa như hạt châu chạm đĩa ngọc, là tiếng chỉ huy của tương địch dai, chuyển động tác, yếu lĩnh là người phải đứng thẳng, hai chân khép lại, hai tay gian ngang song song với mặt đất, tay chạm vai, khuỷu tay xoay tròn. Tám mỹ nữ học theo đều đi chân đất, bàn chân hồng hồng đứng trên thảm tập, động tác đều tăm tắp, thân hình thì, chật chật. Nhìn tới ngay dại, nhìn tới đờ đẫn, nhìn tới quên hết tất cả, giảng phàm hôm nay được lĩnh giáo thế nào là vẻ đẹp tựa đóa phù dung trồi lên mặt nước. Giảng phàm chẳng những mắt tinh tai thính, mà cả mũi cũng hết sức mẫn cảm, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi nước hoa trên người các mỹ nữ cách nhau truyền tới, đây mà là luyện yoga à, luyện quyến rũ nam nhân thì có. Đang nghĩ vẫn vơ, lại có biến cố lớn, trong mắt chỉ thấy các mỹ nữ đồng loạt nằm xuống, tay chống đất, lưng cong, mông chổng lên, đầu ngước về phía trước, động tác chỉnh tề, dung mạo khác nhau nhưng đều câu hồn đoạt phách như nhau. Chết người nhất do cơ thể duỗi căng, y phục ở vị trí ngực, đùi ôm sát lấy cơ thể, chất liệu bằng gì chẳng biết mỏng nhưng chẳng thể nhìn xuyên qua được, thế là quá đủ rồi đường cong hấp dẫn nhất của nữ nhân khoe ra ra một cách hoàn mỹ, đặc biệt chốn giữa hai chân còn thấp thoáng lộ ra khe mờ mờ, tương địch giai không cần bàn cãi. Chắc chắn khiến người ta muốn phạm tội nhất, nếu lúc này tương mỹ nữ ngoắt tay một cái, bảo gì y cũng làm. Đừng nói giảng phàm, tư thế này e cả thái giám cũng xuân tâm nhộn nhạo. Giảng phàm sớm quên mình là ai, quên đang ở đâu, càng quên mình tới đây làm gì, phản phất quay trở lại ngày hôm đó ở huyện Ô Long, một buổi trưa ánh nắng rực rỡ, mở cửa ra nhìn thấy tương địch giai, cũng áo trắng phiêu giật, chỉ ánh mắt đầu tiên đã khiến y say lòng, tim lỗi nhịp đó là vẻ đẹp sự tươi trẻ của thiếu nữ tựa như vị chu ngọc thanh thanh của lê lại có sự mặn mà của nữ nhân thành thục tựa trái táo chính mê đắm lòng người tựa như vải thoang thoảng hương hoa nhài đó là mùi trên người tương địch dai hình như mình đạt tới cảnh giới ngửi hương biết người rồi giảng phàm đã đạt tới hóa cảnh hồn phách rời khỏi xác phàm cùng lúc đó ở bếp ờ à, giảng thần bếp đâu rồi mấy tiếng không thấy bóng dáng đâu Trương Khải nghe mấy đầu bếp báo lại mà giật mình, tìm hết tầng trên tầng dưới không thấy người, cuối cùng phải theo camera giám sát tới phòng tập, bật cười, người đứng ngay ra ở cửa không phải là giảng thần bếp hay sao, mắt nhìn không chớp mỹ nhân tập yoga, tay chống cầm, động tác có vẻ đông cứng lâu rồi, giống như nhìn thấy món ngon vô thượng. Thèm khát ra mặt. Đúng là dở khóc dở cười, té ra dàn thần bếp còn háo sắc không nhỏ, chạy ra đây ngắm mỹ nữ rồi, đi tới vỗ vỗ vai, đưa đồng hồ tới trước mặt y. Giảng phàm chết đứng, tóm ngay tay Trương Khải Dí sát mắt, mẹ tôi ơi hơn 11 giờ rồi, mình đã đứng đần mặt ở đây 2 tiếng. Phát, nồi của mình còn ở trên bếp, bếp bật lửa. Nhớ tới đó giảng phàm đẩy Trương Khải ra, ba chân bốn cẳng chạy về bếp. Thôi xong rồi, vừa bật bếp xong là đi ngắm mỹ nữ, không ai giảm bớt lửa, đun tới tràn hết ra ngoài, nồi cạn sạch, đen xì xì, may mà có người phát hiện, nếu không chẳng biết thành cái gì. Quay đầu nhìn Trương Khải, lưỡi liếu lại, nói không ra lời. Bếp trưởng giảng, trưa nay anh định chuẩn bị món gì? Trương Khải và hai phụ bếp đứng ở cửa nhìn giảng phàm thộn mặt, cắn răng cười suốt, nồi cạn rồi, rau thịt còn nguyên si, trước đó còn nghĩ thần bếp đi đâu luyện bí tịch không cho ai biết, không ngờ vừa thấy sắc là quên hết. Nhìn mỹ nữ tới cảnh giới đó, hiếm có thật. Cái này giám đốc trương thông cảm một chút được không chỗ anh không thiếu cái ăn mai bắt đầu nhé mai tôi làm gấp đôi được không giảng phàm không biết có lỗ nẻ nào cho mình chui không mới ngày đầu không vấn đề ngày kia cũng được chúng tôi đủ kiên nhẫn có điều người anh em có cần nhìn tới mức đó không nhìn cũng được nhưng nhìn chuyên tâm quá đi trương khải hóm hỉnh nói thấy giảng phàm đỏ mặt cũng không trách dù sao cũng không phải là người khách sạn có điều hắn chỉ lạ, giảng trung thật vững vàng trầm ổn, còn giảng phàm, thực sự hơi quá mức, nói thế nào đây, giống như đứa trẻ con chưa lớn, tương địch dai thực sự xinh đẹp, không ai phủ nhận được. Một tuần ba buổi tới đây dạy yoga cũng là thủ đoạn thu hút khách của khách sạn, nhưng chưa ai nhìn tới mất hồn vía như thế. Giám đốc trương, chuyện này trách tôi sao được, trách anh ấy. Giảng phàm đột nhiên trở giọng. Hả, sao trách tôi, tôi không trách cậu thì thôi. Trương Khải tưởng nghe nhầm không phải sao anh không biết à tại các cô gái ở đây quá xinh đẹp mỹ thực và mỹ nữ tương đồng mà nhìn mỹ sắc nghe thiên âm ngửi u hương anh nói làm tôi tinh thần sảng khoái quên cả mình thế còn làm sao nhớ ra món ăn giảng phàm thấy trương khải là người dễ nói chuyện buông một câu nói đùa song cũng là lời chân thật chưa bao giờ chuyên tâm như thế ha ha mỹ nữ và mỹ thực tương đồng vậy cậu làm một món mỹ nữ thử xem trương khải không nhịn được cười Giảng Phàm có chút bất mãn, nghiêm chỉnh nói, sao con người anh thiếu nhãn quan nghệ thuật như vậy, không nghe câu tú sắc khả xâm, thực sắc tính giả, sao? Nếu không khách sạn của anh tuyển những cô bé xinh đẹp làm gì? Sao không tuyển mấy bà già ấy? À, nói thế cũng có lý. Trương Khải bất giác cũng thấy lý lẽ méo mó này, hơi đúng. Thế mới đúng, vậy giám đốc Trương. Thứ lỗi nhé. Giảng phàm mượn cớ xuống nước, chuyện này để hương hương biết thì chết hoặc tương cửu đỉnh biết thì nhục mặt trương khải vẫy tay bỏ đi nhưng trong nét mặt có vẻ không phật lòng vừa rời khỏi nhà bếp lập tức đem chuyện này kể cho tương cửu đỉnh quả nhiên làm hắn cười chảy nước mắt ngay thư ký hà bên cạnh cũng che miệng cười suốt nghĩ không ra một người hôm qua còn thâm trầm như vậy sao chớp mắt biến thành như thế có điều mọi người cũng biết ý không ai nói cho hương hương giúp giảng phàm thoát được mấy cú đá suốt ngày giảng phàm ân cần chạy qua chạy lại làm việc rất được lòng trương khải trải qua chuyện đó trương phàm không dám bất cẩn nữa ba cái nồi lớn đun nước dùng nước xương suốt một ngày một đêm ngày hôm sau dần dần ra vị rồi hôm đó giảng phàm làm tám món ăn hai phần canh mỗi món đưa lên đều bớt lại một phần nhỏ đưa tới bếp chính khách sạn đoán chừng để nhà dinh dưỡng nếm thử trên bàn gồm hương hương thư ký hà tương cửu đỉnh trương khải đều thất vọng chắc là kỳ vọng quá cao Nước canh quá thanh đạm, món ăn ngon miệng, nhưng ở trình độ đó cơ bản tương đương với đầu bếp khách sạn, thậm chí kém hơn một chút, nếu là bình thường ở nhà thì làm thế này là rất ngon, nhưng tới khách sạn 4 sao không đáng nhìn. Hương Hương thì lại ăn rất hăng say, có cái hay là bất kể rau thịt đều giữ nguyên vị thiên nhiên, không dùng quá nhiều gia vị hay mì chính, ăn rất thích miệng. Xem ra món xào chiên không phải là sở trường của giảng gia, nhưng ngay cả canh cũng hơi kém, chẳng lẽ trình độ chàng trai này chỉ như thế? Thế nào là mỹ thực? Người dân có một câu thông tục, đói thấy thơm, no thấy thối. Với người đói bụng, ăn no là ngon, với người mặt to tai lớn bụng đầy mỡ, ngon tới mấy cũng chẳng thấy ngon. Vì thế để đạt tới tiêu chuẩn mỹ thực mà cái định nghĩa này mở rộng vô hạn, ví như khi ăn phải có khung cảnh ưu nhã, hoặc là nguyên liệu phải là thứ trân quý, hoặc là đắt tới hoang đường, cách ăn cầu kỳ. Hàm nghĩa mỹ thực theo sinh hoạt phong phú, suy nghĩ con người thay đổi, càng ngày càng khó phân biệt, hỏi trăm người sẽ có trăm đáp án. Tình cảnh giảng phàm đang phải đối diện là thế, Tương Cửu Đỉnh, Trương Khải, thư ký Hà và đám đầu bếp khách sạn đều là người trong nghề, cả tổ yến, bảo ngư, tay gấu cũng mang ra được, huống hồ là thịt bò dê, rau củ thấy đầy đường. Thất vọng là bình thường. Tương Cửu Đỉnh tìm nguyên nhân, quy kết vào mấy cái nồi cũ của quán ăn giảng gia, thiếu thứ đó, với người giảng gia mà nói, e thành không gạo khó nấu cơm những nhà dinh dưỡng và đầu bếp của khách sạn đều đánh giá giảng phàm chẳng qua chỉ đến thế thế nhưng kỳ tích luôn tới vào lúc mọi người không để ý thậm chí không phát giác ra giảng phàm đã lặng lẽ đưa một kỳ tích tới khách sạn holiday cửu đỉnh ngày hôm sau món ăn mang lên mọi người có chút ngạc nhiên món rau chính vẫn vậy củ cải hoàng đậu cải trắng món mặn là thịt bò thịt dê không thay đổi nguyên liệu nấu ăn trong khách sạn cửu đỉnh không thiếu cho dù là cá lóc giang nam măng quảng đông bào ngư đại liên cũng đơn giản nhưng giảng phàm vẫn cứ dùng mấy loại thường thấy nhất chẳng lẽ không biết làm món cao cấp không phải vậy theo hương hương kể giảng phàm thời gian học đại học tới các khách sạn nhà hàng làm việc lấy tiếng là học tập các vị bếp trưởng giảm bớt chi phí sinh hoạt cho cha mẹ kỳ thực là để ăn cho đỡ thèm mấy năm liền những món danh tiếng của xuyên lỗ việt thiểm đều bị y ăn vụng gần hết hơn nữa còn có biệt tài chỉ cần món ăn từng qua giảng phàm đều có thể mô phỏng tám chín phần nhưng nói cho cùng y vẫn thích mùi vị hương giả tuy lòng xem thường nếm một cái thấy được ngay xào một đĩa lá cải trắng già thái rất mỏng không khác gì giấy phối hợp với ớt chuông đặc sản của sơn bắc thấm mùi thịt nhàn nhạt cay cay món này gọi là sang liên bạch còn một món là củ cải xào đậu vàng thứ trắng thì trắng muốt thứ vàng thì vàng nõn thêm vào canh thịt dê ăn hồi vị vô cùng Sườn rưới nước sốt ăn tới miệng đầy mỡ mà không thấy ngấy. Trương Khải giới thiệu, món sườn này đảo mật ong hai lần mới thành vị như thế, làm người ta ngạc nhiên không thôi. Món canh là canh cá nấu táo, không có khởi sắc gì, bếp trưởng khách sạn đánh giá như cũ. Bữa thứ hai đánh giá là cũng được, ý tứ là ăn tạm. Bữa thứ ba có vị khách mới, là tương địch dai, cô nghe nói giảng phàm cầm thì ở khách sạn, hơn nữa anh mình còn ăn 7 ngày, trách móc mãi sau đó tham gia, hơn nữa giảng phàm trốn cô lâu rồi, cô muốn biết chàng trai này sau khi lừa mình nhiều như thế, sẽ đối diện với mình ra sao. Bữa này độc đáo kỳ diệu, làm mấy thực khách kiến thức rộng lớn và các đầu bếp thầm dơ ngón cái, nhất là món canh, bụng lợn khử hết mỡ, dùng làm túi, cho hồ tiêu, nấm, gừng, trần bì, dùng lửa nhỏ đun 10 tiếng, nước canh đậm đà khiến tương cửu đỉnh ăn suýt nuốt lưỡi. Vì sao? Ngon chứ sao, nhưng ngon ở đâu vì vắt óc cũng không đánh giá được vốn là mùi vị thường nhật, nhưng vượt xa mấy món canh mà các đầu bếp khách sạn thường ngày, nói chúng là ăn thấy thư thái. Đúng là thư thái, chứ không phải là ngon ở chỗ nào. Món ăn càng làm người ta ngạc nhiên, vẫn là cải trắng thôi, nhưng là xào chua, trong chua có ngọt, vừa tươi vừa giòn, không mềm không sơ, hương hương, thư ký hà và tương địch dai tới góc vui cứ khen mãi. Làm tương địch dai vừa ăn vừa khen ngợi là bánh khoai tây, món mới hoàn toàn, dùng khoai tây nghiền trộn hạnh nhân, lạc tráng thành bánh, sắc màu hoàng kim, vào miệng sốt mềm. Vì cùng mê mệt món bánh này, lại biết Hương Hương là bạn gái giảng phàm, hai cô gái chớp mắt thành chị em thân thiết. Có món thú vị, không nhất định là có phẩm vị, nhà dinh dưỡng và bếp trưởng của khách sạn đánh giá bữa này là ngon, chỉ ngon thôi, đều là món thôn giả không thể đưa lên bàn tiệc. Thực khách mới tương địch dai nói bất kể thế nào cũng phải có phần của cô, đặt chỗ trước cả hai ngay tới chỉ là giảng phàm biết cô tới thì trốn biệt trong bếp không ra chỉ giao thức ăn cho phục vụ đưa lên nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha